Rồi xin chào anh em, chào mừng các bác là đến với kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bãi, kênh những sản phẩm tuyển chọn chất lượng. Thì video này em giới thiệu cho anh em là một con Marang BM54D, rất là tầm tiền cho anh em. Nó là dòng âm ly, tuy rẻ tiền nhưng chất âm rất là tốt. Những dòng này là nó có tem mèo vàng cho đây nha. Đấy, mèo vàng, màu vàng rất là đẹp. Em về được 3 con thì em tất cả ba con đẹp xuất sắc, tất cả nguyên bản nha, hoạt động rất là ok. Và giá em bán cho các bác là 3,5 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Thì anh em là nhanh tay, chỉ có ba con duy nhất thôi nha. Thì dòng này đánh hầu hết các dòng loa bass ba tắc đô lại nha, đánh bô rất là hay, tại nó chạy sò của dòng cover 1090, mã là 301 và 280. Rồi sau đây xin mời anh em nghe, và anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em, và anh em kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 1114 để được tư vấn thêm những kiến thức về âm thanh. Thì em cũng không dám nói về em là tư vấn gì, nhưng mà có nhiều em sẽ nói nhiều cho các bác để biết và chơi. Rồi xin mời anh em nghe nha, một ca khúc đánh rất tiếc rất là hay. Tôi đi qua rồi, bạn bè người.
thì em cũng test sơ qua thôi cho anh em nghe, chứ con này nó quá quen thuộc với anh em rồi. Thì em này anh đánh hai cầu loa AB hoặc A cộng B nha, rất là khỏe luôn. Có chỉnh bass chép lo nét đầy đủ cho anh em. Thì con này size là 43 cm, tại con âm ly này nó to nha nên thấy nó nhỏ như nó 43 cm. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Các bác nào yêu sản phẩm này thì liên hệ cho em.